Moscow, New York. Xin chào. Xin chào cả nhà, đại gia đình, anh chị em và các giáo. Một ngày mới tươi đẹp. Cả nhà khỏe không? Hôm nay ở New York này trời rất là đẹp. Vì hôm qua với tối hôm qua mưa. Khi đấy ông bà mình hồi xưa nó có câu nói là hết cơn mưa thì trời lại sáng đó, cũng như là đó là nói câu này để áp dụng những người mà cũng như nhiều khi mà bị vướng vào hoàn cảnh như là tôi, cũng như là túng thiếu hay này nọ, hay cũng như là làm ăn không được cái thuận lợi á, thì sẽ lấy câu này áp dụng là hết cơn mưa trời lại sáng. Với ông bà mình có câu nói là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Em cố gắng thì sẽ được. À, vậy thì bữa nay cô ba sẽ nói về bây giờ mình để nói tin xốp dẻo chút xíu đi ha, giờ mới nói về cái tin thế giới COVID-19 thế giới. Bây giờ mình cho hai chứ. Nó là Mỹ ở tiểu bang Minnesota đó, đã tìm ra một cái kẻ mà kêu bằng tiếp tế bơm xăng á, chị bảo ổng có ba nói trời có gì mà thảy vô mà cháy xe cháy mà nguyên cái building cháy tan nát á, cái đó là bơm xăng. Bảo ổng kia trước cô ba có nói đó, nên là cái đó là bơm xăng đó, mà thiệt bơm xăng không sai, tại vì nếu mà mình đốt cũng không có thể nào mà cháy dữ vậy không. Cái cảnh sát nè hay bà building thấy nó tan thành đống cách các dũng hết trơn vậy đó. Bởi vì thấy ở trên thời sự quay lại đó, phóng viên quay những cái đài NBC hay là BBC hay là những cái đài nhiều lắm, CNN rồi chẳng quay. Chỉ có ba thấy thiệt sự thiệt phải. Đã tài tầm bắt hồi bữa, cách đây cũng có 2 ngày. Cái cậu là 28 tuổi. Ở bên nước Mỹ đã tìm ra kẻ cung cấp bom xăng là bom xăng quậy nè. Đó. Nè, Minnesota nè, họ ở tiểu bang Minnesota, cái chỗ mà cảnh sát mà chấn cổ cái cậu mà da đen Mỹ đen đó, là Mỹ tiểu bang, là cái cậu này 28 tuổi lái xe chở bạn gái nữa, mà từ Illinois, thành phố Illinois, tiểu bang Chicago. Người ta phát hiện ra kẻ đứng sau lưng để cung cấp bơm xăng đó vậy á, thành ra tới chừng mà bởi vì cậu ta, người ta nói cậu thôi à, cũng như giống như bốn người Việt Nam mà đi vô liệm rượu lấy đó, còn đi lay chim đó đó, tức như là hai cậu trai trôi với hai cô cũng gài ở đằng Leo Sài Gòn Santana Golden Go, Westminster gì đó, nói quá trời, nói lát cô ba nói tiếp. Bây giờ nói cái cậu này trước nè, sốc dẻo nè, bắt được nè. Là cô 28 tuổi, mà từ tiểu bang Illinois, mà Chicago á, từ Illinois nè, thành phố Illinois, đi chở qua, giới hữu trách của liên bang vừa truy tố người đàn ông từ Illinois đã vượt ranh giới tiểu bang để sang Minnesota. Cái tiểu bang đâu đây, Chicago đi qua bên Illinois đó, cũng Minnesota đi Illinois thì cũng chạy cũng khỏi nhiều tiếng. Cái Minnesota hôm đó đi qua bên kia cũng cỡ, theo cô ba thấy là chắc cũng cỡ trên 5 tiếng. 5 giờ xe chạy. Nè ha, mình qua mình đi cung cấp bơm xăng cho người biểu tình nè. Đó. Nãy giờ cô ba nói thôi, đứt khúc rồi à. Cô ba lặp lại cái nha. Giới hữu trách của liên bang vừa truy tố người đàn ông từ Illinois đã vượt ranh giới tiểu bang để sang Minnesota cung cấp bơm xăng cho người biểu tình và khuyến khích họ ném các trái bom này vào tòa nhà và cảnh sát, khuyến khích nữa. Mà cậu ta còn đi
quay phim đó chứ, ta thấy mặt á, mấy chị bán ở trên xe, bữa đó chạy trên xe còn có bơm xăng đó, đi với người bạn gái, nè, à, rồi nhà, nhà rồi họ ném các cũng như là khuyến khích á, họ ném các trái bom này vào tòa nhà và cảnh sát, à, cho nhóm bom xăng thành phần bạo động nè, để phá Minnesota. Nghi can 28 tuổi bị bắt ở Chicago theo hồ sơ truy tố trong lúc tự thu hình chính mình. Ta coi trên mạng ấy, ta thấy đã vậy thôi cung cấp còn quay nè mà giống như nói là lại ông tôi ở bụi này như Việt Nam mình nói câu đó vậy khiến giá thập đó, 28. Thì cái cậu này cái tội này quá sinh tượng giết biết nhiều mà để bà mà cháy biết nhiều tiền của ở mà thì ở thành phố ở ở tiểu bang Minnesota mà thành phố Minneapolis gì đó. Rồi thì đó 3 năm trước mình đi qua bên chỗ thấy thấy Thịnh đó có chở mình lại đó, đó mấy cái chỗ mà thấy mấy trên đài quay đó mình có lợi đó chứ. Rồi chính mình nè. Sao bạo hành hình ảnh Minnesota hôm nay sẽ ra sao nè. Thành ra cô ba mà cái hồi lúc mà đập phá tiệm nail đó, cô ba qua coi thời sự đó, thì nói là cái chỗ mà tiệm nail mà có ATM rồi đó, trong hai tiệm đó là có một tiệm của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nói vậy đó, trong cái thời sự nói ở cái đài gì đó nói mà cô ba quên này. Nhưng mà đó, có bị gì nói là những ngày này nghệ sĩ MC nổi tiếng mà không có ai. Tới bọn cô ba coi hôm qua mới phát hiện ra ông tổ nghiệp cô Kỳ Duyên mới mua ở nhà ở dưới biển đó. Trời tối tổ chức ca nhạc gì đó. Rồi lối xóm nó ngay sau 10 giờ nó không chịu rồi, nó đi thương cảnh sát. Rồi cô nói, Nguyễn cái MC Nguyễn Cầu Duyên nói là kỳ thị chủng tộc vậy đó. Thí dụ gì đó. Nhưng mà lối xóm với nhà báo cô ba có coi kỹ nói là không phải kỳ thị mà tại vì ca hát lớn quá sau 10 giờ đêm là phải nghỉ đó, vậy đó. Đó, bây giờ là bị cái tiệm nail này nữa vậy đó. Thế cũng tội nghiệp bây giờ phải luộc hai cái trứng hai trứng gà hai trứng vịt đi ăn đi nặng mà tiều châu mình thử nói sang ngẩn dẹp của ai ồn là cũng như là mình ăn qua cái giận. Vậy không hay tốt á, ăn không luộc hai trứng rồi cái lột ra rồi để vừa ngồi ngồi lột ra rồi cái ăn cũng như là khỏi nó bấm xỉu rồi chứ ăn không ăn liên tục luôn hai trứng. Cô ba rồi đó ưa áp dụng lắm tại ba cô ba dạy á, nói khi nào mà có chuyện mình ăn gì mà hơi trục chặt hay là chuyện gì không mấy được xuông á thì nói xạ sang nữ dẹp cuối ồn là luộc hai cái trứng sang là hai cái trứng một đôi trứng á ăn nặng mà qua cái giận mà không mấy được gửi nói đây để các cháu trẻ có thể áp dụng được. Cô ba áp dụng mấy dụng năm rồi đó, lúc biết ra mà ngang mười mấy tuổi tới giờ đó. Khi nào mà thấy chữa cái nào mà không mấy suôn sẻ là cô ba nhớ lời thân phụ á, lấy hai cái trứng bỏ trong nồi luộc rồi cái trứng này cái đổ ra rồi cái lột á ăn liên tục luôn nha, khỏi nước mắm mút muối hay là muối tiêu chanh gì chứ, khỏi ăn không vậy ăn liên tục rồi thôi nó qua cái giận nó đi rồi nãy nó sẽ hên lại nghĩ mình ăn mà đâu có mà tới nhân vô thập toàn mà thành ra mình cũng phải có chút xíu gợn chứ, nhưng mà mình lấy đó để mà mình kinh nghiệm tiếp vậy đó nghĩ ha. À, với hai nữa là đó, nhưng mà nó cung cấp cái tin này quan trọng đó. Tìm ra chứ cô ba nói chắc bom xăng quá kỳ, với cô ba nói cái gì mà thấy vô nó phùng lên cháy mà cháy xe không nói gì cháy bi đình mấy là dữ tợn. Tìm ra được cái cậu này 28 tuổi. Rồi với trong số mà 4 cảnh sát mà trong cái xe 4 cảnh sát mà cứ như là bữa hôm cô ba nói là người đó bán đồ rồi nói là cái cậu này nè xài 20 giả đó, cái cậu
chết bo chết lôi gì nè, đây là cậu người da đen này nè, 46 tuổi đó, thành ra mới lợi nè, mà báo mấy cái nhóm minh sát 4 người này lợi, thành ra cứ như là cái cậu da đen này không có tuân thủ theo những cái gì cảnh sát nói đó, thành ra mới bị chói, rồi sau này bị bắt chói rồi mới đè xuống đó. Thành ra bây giờ thì ngoài cái ông mà tránh phạm đó đè cổ đó thì ổng bị vợ ly dị rồi, với hai nữa còn 3 người còn lại thì nói là lần trước thì nó là đuổi, nhưng mà bây giờ dân người ta không chịu, bây giờ phải thay vì cái ông kia là tội cấp 3, bây giờ là thành nhậu tội cấp 2 rồi đó, rồi còn 3 người này, 3 cái người mà cho đi theo mà không can đó, người ta cho là tòng phạm đem đi mà truy tố nữa, chứ không phải tha, hay không phải là đuổi ra cảnh sát, nhưng mà lần bây giờ dân ta kêu phải truy tố, là truy tố thêm 3 người đó. Nhưng mà quái gầm thay bố ổng của ba có nói là có một cậu đó thấy làm như là lai người Á Châu mà không biết gốc Nam Mỹ, không thấy đen đen, nhưng mà sự thiệt này nghe cũng hơi đau lòng. Bố ổng luật sư gì để bữa khác cô ba sẽ bổ sung một người Việt Nam mình cũng tin tức ở quanh đốn. Luật sư nói là cái cậu đó đại Mỹ nói là cái người Việt mà gốc Hơ Mông tên là Tô Thảo, đây nè, trong 4 cảnh sát đó thì có 1 cảnh sát người Hơ Mông gốc Việt tên Tô Thảo, là có ba ghi tên Tô Thảo, tên là Tô Thảo, thì có ai sửa lại trong cái nó gác xuống đi sao đây nè. Cũng như là trong 4 cảnh sát, xin lỗi nha, tại vì cái máy nó rớt xuống đó, thành ra cô ba sửa lại chút xíu thông cảm nha, tại vì nó không biết tại sao cái nó rớt xuống mà cô ba cũng không biết nè. Thông cảm cô ba nha, về nó hơi giận trong 4 đó tới nữa.